cho mọi người. Tuần này Giao xin được thu âm dài hơn, chính là cái phần tiếp theo của trích đoạn chương 24, tức là tập 28 của Nhân Bình, Trời Đoàn Gia phần 2. Mọi người cùng Giao thưởng thức cái phần tiếp theo này để thấy được diễn biến về tâm lý cũng như là về tình tiết rất là hấp dẫn nha. Tập 28, trích đoạn phần 2, chương 24, Rời Đoàn Gia, quyển 2, Trường Cát Khứ Tiên Hoa. Mỗi sáng, Lê Cảnh và Sâu Bân vẫn theo thói quen của gia nhân ở nhà lớn mà thức dậy từ khi gà còn chưa gáy. Lê Cảnh phụ trách nấu cơm, Sâu Bân đi chợ, quét sân, dọn dẹp quanh nhà. Sáng hôm nay, trong lúc Sâu Bân đi chợ, Lê Cảnh ôm chổi đứng nhìn mảnh sân nho nhỏ trước nhà, thầm tính toán xem liệu có thể trồng một ít rau nuôi với con gà ở đây không. Bỗng, tiếng từ phía nhà thờ vang lên thanh thoát. Dù ngày nào cũng nghe, nhưng lần nào Lê Cảnh cũng ngẩn người. Từng hồi chuông âm vang dội vào lòng cậu, khiến cậu bất giác thấy khoảnh khắc này quá đủ bình yên. Nghe thấy tiếng bước chân, Lê Cảnh vội buông cây chổi trong tay, chạy vào đỡ Đoàn Cảnh. Mới sớm, anh đừng ra ngoài này, gió lớn, em sợ anh bệnh. Đoàn Cảnh mỉm cười, dịu dàng xoa tóc cậu. Anh đâu có yếu đuối như vậy chứ, hít thở không khí trong lạnh buổi sáng cũng tốt mà phải không em? Lê Cảnh dìu anh ngồi xuống chiếc ghế nơi hiên nhà. Em đang ngẩn người gì đó? Dạ, em nghe tiếng chuông nhà thờ. Tiếng chuông thật hay hèn anh. Hèn chi tiểu thư Monique lại thích đến nhà thờ như vậy? Nhắc đến Monique, trong lòng Lê Cảnh lại khẽ dậy lên cảm giác chua chát. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng Đoàn Cảnh sẽ cưới Monique làm vợ, vì Monique mà anh phải chịu hình đến mức này. Nhưng cậu cũng không ngăn được những suy nghĩ nhỏ nhen cứ như rễ cây không ngừng sinh sôi lan tỏa trong lòng. Đoàn Cận nhìn rõ biến hóa trên gương mặt của Lê Cảnh, anh thầm cười, không ngờ cậu lúc này cũng đã biết ghen vì anh. Anh không muốn giấu giếm cậu điều gì, bởi chỉ một điều anh không nói cũng sẽ khiến cậu đau khổ dằn vặt. Nghĩ vậy, Đoàn Cận một tay nắm bàn tay Lê Cảnh, một tay nâng cầm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nói, Cảnh, em có biết làm sao mới có thể dưỡng hồn cho thánh được không? Lê Cảnh ngơ ngác, không hiểu sao câu chuyện lại định về thánh nữ Thường Hy. Cậu khẽ lắc đầu. Thánh nữ Thường Hy mang một thân chi âm, chỉ có thể kết hợp linh huyết thuần dương cổ xưa, lấy lại quả linh, rồi dùng thuần âm chi hồn mới có thể giá được phượng hồn thánh nữ. Anh chính là người mang linh huyết thuần dương. Cảnh, em cũng biết mình chính là thuần âm chi hồn phải không? Anh và em, chúng ta là thiên định, vốn thuộc về nhau vĩnh kiếp. Vậy, tiểu thư Monique thì sao? Đoàn Cận ngập ngừng, rồi thở dài, trả lời Lê Cảnh. Đúng vậy, Monique có dòng dõi thời Nhật thần tộc, là người sở hữu quả linh thuần khiết nhất. Cảnh, anh cần phải kết hợp với cô ấy, qua đó lấy lại quả linh. Như vậy mới có thể giữ được sinh mệnh của cổ sau khi lấy lại quả linh. Cảnh, em hiểu cho anh không? Lượng thông tin quá lớn và có quá nhiều điều Lê Cảnh nhất thời không hiểu được. Cậu bần thần nhìn về phía mảnh sân. Đoàn Cận vẫn chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Lê Cảnh, từ hoang mang đến kiên định. Thiếu niên trước mặt vẫn luôn dành cho anh những gì tinh khiết nhất, thuần túy nhất, cho dù có ra sao. Còn đối với Monique, cô là người phụ nữ hiếm hoi trong thời đại này, luôn nhìn anh với tư cách Đoàn Cận, không phải là đại thiếu gia của nhà họ Đoàn. Có những chuyện cả cô và anh đều hiểu rõ, chỉ có điều chưa có cơ hội thành thật với nhau mà thôi. Có lẽ cũng đến lúc rồi. Nửa tiếng sau, Sáu Bân tay xách nước mang đi vào. Đoàn Cận đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn Lê Cảnh tiếp tục cặm cụi với Mạnh Vương. Thấy Sáu Bân mang đồ ăn vào bếp, Lê Cảnh cũng chạy theo giúp. Trong lúc cậu vẫn còn mông lung suy nghĩ, Sáu Bân hút cậu một cái. Cảnh, Cảnh nè, ủa quên nữa, Di Phu, hai nha, tao vẫn gọi là Cảnh nha. Tao nói với mày chuyện này, mày không được nói với cậu hai đó nghe. Sáu Bân nhé sát, thần bí thì thầm. Tao thấy ở không như vậy tốn kém quá chừng, mà cậu hai cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức thêm một chút. Hay là tao với mày ra ngoài kiếm chuyện gì đó làm, đặng kiếm thêm chút tiền cho nhà mình. Mày nghĩ sao? Kiếm việc bên ngoài hả? Tao với mày đều là thanh niên trai tráng,
thứ gì chuyện kiếm ra tiền đặng phụ giúp cậu hai. Bữa tao hỏi rồi, ngoài cảng cần nhiều cu li bóc giáp lắm. Việc này tuy cực chút, nhưng cũng kiếm được thêm chút đỉnh. Tao với mày đều có sức, loanh quanh trong nhà hoài thấy bức bối quá chừng. Lê Cảnh nghe được chuyện phụ giúp cậu hai thì đã xuôi lòng. Từ khi đi theo Đoàn Cận, cậu không cần phải nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng bây giờ họ đã rời khỏi Đoàn gia, ắt vẫn phải nghĩ cái sinh nhai. Nghĩ vậy, cậu liền gật đầu với Sâu Bân. Theo lời Đoàn Cận, từ tuần sau anh sẽ bắt đầu ra ngoài tìm cách làm ăn. Nhưng lúc đó hai người đã đi làm việc mấy tiếng đồng hồ buổi sáng, chắc hẳn sẽ không bị phát hiện. Ba người dùng bữa sáng xong thì Đoàn Cận sai Sáu Bân đi mời muốn đi qua nhà. Sáu Bân vâng dạ chạy đi, không quên nháy mắt với Lê Cảnh để ẩn ý. Khi Monique tới, Đoàn Cận đang ngồi sẵn bên bàn trà chờ đợi. Thấy cô bước vào, anh đứng lên, tịch thiệp, kéo ghế cho cô. Monique bước váy, ngồi xuống. Trước đây, cô từng cảm thấy Đoàn Cận thật là một người đàn ông dịu dàng và chu đáo. Đến giờ, cô vẫn thấy như vậy. Nhưng khi nhìn anh và Lê Cảnh bên nhau, cô mới nhận ra anh đối với cô trước giờ đều chưa từng đạt đến ngưỡng người yêu. Ân cần chu đáo anh dành cho cô là giáo dưỡng anh có được, không phải là thứ tình yêu phát ra từ xương tủy. Monique mỉm cười, cô cũng từng nghĩ cô yêu anh. Nhưng sóng gió đến, cô phát hiện ra cô không yêu anh nhiều đến vậy. Hay phải nói rằng không nhiều được như Lê Cảnh. Monique nâng tách trà, tao nhã nhấp một ngụm nhỏ, đè xuống cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Khi đã bình tâm, cô mới hỏi anh, anh đã khỏe hơn chưa? Merci, je vais beaucoup mieux maintenant. Cảm ơn em, anh tốt hơn nhiều rồi. Đoàn Cận có chút áy náy trong lòng với Monique. Không ngờ cô lại rất hào sảng, thẳng thắn. Monique mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài cô ấy nhiều. Monique, hôm nay anh mời em qua nhà bởi vì anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Em cũng có việc cần nói với anh. Cẩn, anh để em nói trước, được không? Monique chặn lời Đoàn Cận. Cô vốn dĩ biết anh sẽ nói gì. Cô không muốn anh phải canh cánh trong lòng. Vì vậy, cô cần nói rõ ràng trước. Monique tiếp. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que mon père appartenait à une étrange secte. Từ rất nhỏ, em đã biết cha mình theo một giáo phái kỳ lạ. Nhưng khi đó, mama em bảo vệ em rất kỹ, em cũng chưa bộc lộ bản thân có gì khác biệt, nên cha đồng ý để em theo công giáo giống mama. Dù vậy, giáo phái của cha có những quy định rất khắt khe, em đã luôn phải chịu gò bó trong chính gia đình mình. Hồi nhỏ, em có đọc một cuốn sách, nhưng giật nữ bị lừa, trở thành vật hiến tế trong một nghi thức phù thủy. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh em mãi. Em đã nghĩ sẽ có ngày, cha em đưa em hoặc mama lên đài hiến tế. Cho đến khi, ông ta quyết định đưa gia đình đến Sài Gòn, em đã thở phào nhẹ nhõm. Em tưởng ông ta lựa chọn xa rời giáo phái kia. Thật không ngờ, ông ta tìm đến đây là vì mục đích khác. Cẩn, chắc anh cũng biết, ông ấy muốn linh lực trong cơ thể anh. Ban đầu, khi ông ta phản đối chuyện anh và em, thì em càng khăng khăng muốn ở cạnh anh. Vì em muốn trái lời ông ta, muốn thoát khỏi ông ta, càng xa càng tốt. Nhưng sau khi gặp anh, ông ta lại thúc giục chúng mình kết hôn. Em liền hiểu ông ta muốn có thứ gì đó từ anh. Em không muốn bị hiến tế, cũng không muốn anh bị hiến tế, không muốn bất kỳ ai bị như vậy. Điều nực cười là, trong lúc này, em lại nhận ra em thực ra không yêu anh nhiều đến thế, đến mức muốn kết hôn với anh. Anh biết đấy, thật xấu hổ khi phải thừa nhận. Đối với em, anh giống như một chiếc phao cứu sinh, vừa hay xuất hiện đúng lúc trong đời mình mà thôi. Monique cúi đầu, ngón tay vân về vạt áo. Cô nói một tràng không nghĩ, giọng không nhanh không chậm, dường như đã chuẩn bị những lời này từ lâu. Gương mặt nhỏ nhắn dưới mái tóc màu hạt dẻ trắng xanh khiến Đoàn Cận bỗng chốc mềm lòng. Anh đặt bàn tay to dày lên bàn tay của cô, khẽ nắm. Monique, regarde-moi, je n'ai aucune faute du tout. Je pensais aussi que je serais avec toi jusqu'à ce que je réalise mon cœur. Monique, nhìn anh này, em không có lỗi gì cả. Chính anh cũng từng nghĩ sẽ ở bên em, cho đến khi anh nhận ra lòng mình. Đoàn Cận đưa mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ đầy nắng. Ngay cạnh đang cầm củi tưới nước cho mấy cái cây nhỏ. Ánh mắt anh ngập tràn yêu thương. Rất nhanh, anh khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, nói. Những điều anh nói tiếp sau đây, anh biết rất khó để em chấp nhận. Nhưng anh cần phải thẳng thắn với em. Monique, em xứng đáng được tôn trọng và tự do quyết định. Monique, anh xin lỗi. Anh không thể kết hôn với em được. Anh không thể làm cảnh đau khổ hơn nữa. Je suis vraiment désolé. Tẩn, những điều này Lê Cảnh cũng biết,
phải không? Anh sẽ nói với em ấy tất cả ngay bây giờ. Riêng việc phải làm một đám cưới giả, hiện tại chưa phải là lúc nói với em ấy. Việc anh và em phải kết hợp thực sự đã là một đả kích lớn với Cảnh. Mong em giữ kín chuyện này trước. D'accord, được. Đoàn Cận nhìn Monique. Anh hiểu rằng khi cô đã nhìn nhận Lê Cảnh là vợ của anh, cô không muốn giữa họ có điều gì mà Lê Cảnh không biết. Anh cũng không định giấu giếm Lê Cảnh, muốn chọn thời điểm thích hợp để nói cho cậu. Vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày. Đoàn Cận bước ra, gọi Lê Cảnh vào. Lê Cảnh không hề tò mò hay có suy nghĩ gì khi Đoàn Cận gặp riêng Monique. Cậu còn ngạc nhiên khi được gọi vào, không biết bản thân có nhiệm vụ gì ở đây. Khi Monique ngước lên mỉm cười với cậu, Lê Cảnh mới bất thấp thỏm trong lòng. Bây giờ anh nói tiếp chuyện lúc nãy. Monique, em có biết rằng trong cơ thể mình có một thứ gọi là quả linh không? Monique khẽ lật đầu. Năm 10 tuổi, cô đã biết điều này. Sau đó, cha cô ráo riết đi tìm thứ gọi là linh lực kia. Cô cũng bị trông chừng kỹ hơn trước. Bản gia đã tồn tại hàng ngàn năm. Trong mấy ngàn năm này, rất nhiều điều thay đổi theo thời đại. Chỉ có duy nhất một điều không đổi. Năm xưa, tổ tiên lập đoàn gia, có một người em gái là thánh nữ du giáo cuối cùng thời cổ đại. Nàng ấy phạm thiên quy, đời đời kiếp kiếp phải trả giá, lịch kiếp luân hồi khổ sở. Gia quấn đoàn gia giết đất rõ, tìm gia bảo hộ nàng ấy. Anh từng kể cho em về Bích Di Giai, cô ấy chính là chuyển kiếp của thánh nữ. Sau khi cô ấy mất, linh hồn của thánh nữ bị tấn công nên đã tổn thương rất nhiều. Vốn nguyên hồn của nàng đã suy yếu, vì mất đi quả linh trong nguyên thần, do Nhật Thần tộc cướp đi năm xưa. Anh cần quả linh để tu bổ và khôi phục hồn phách cho nàng. Đây là tổ quấn của đoàn gia, cũng là tâm nguyện của anh. Monique im lặng, lại một hồi lâu sau mới hỏi. Anh phải làm gì để lấy được quả linh? Tai Đoàn Cận bất giác đỏ rực lên. Anh nhìn Lê Cảnh, lại nhìn sang Monique, khó khăn nói. Chuyện này, thì anh và em phải làm chuyện vợ chồng. Đây là cách ít gây tổn thương cho em nhất. Trong đầu Monique hiện lên cảnh người con gái bị trói tứ chi trên đài cao, kinh hoàng và bất lực, nhìn lưỡi dao chậm chậm đâm xuống, dòng máu đỏ ngoằn ngoèo chạy theo những đường rãnh bên dưới thân, tạo ra hình thù cổ quái. Monique rùng mình. Cô cảm thấy chuyện vợ chồng dễ chấp nhận hơn nhiều. Nếu đó là cái giá phải trả để cô thoát khỏi cha mình và giáo phái kia, cô không có gì phải nuối tiếc. Chỉ có điều, cô không biết Lê Cảnh sẽ nghĩ gì. Cô cũng thấy ân hận khi kéo Lê Cảnh vào buổi nói chuyện này. Có hai cách để lấy quả linh. Đoàn Cận đã cân nhắc đến nỗi ám ảnh trong lòng của Monique, mà không nhắc đến cách còn lại. Đó là hiến tế. Các giáo phái phù thủy phương Tây thường có những cách hiến tế vô cùng máu me và bạo lực. Nhưng không phải không có lý do. Bởi đó thường là những phương thức trực tiếp nhất, ít gây tổn thương cho người thi hành, chỉ phải hy sinh một kẻ hiến tế. Trong trường hợp của Hỏa Linh, có lẽ họ sẽ moi tim người sở hữu nó. Các thuật thức vu thuật của phương Đông thì ngược lại, coi trọng linh hồn, đề cao âm dương hòa hợp. Để lấy được Hỏa Linh theo phương thức âm dương, người thi thuật phải có năng lực mạnh mẽ để bảo hộ cả đôi bên. Chỉ một sai lầm, người phải trả giá chính là người thi thuật. Những kiến thức cơ bản này Đoàn Cận đều đã sớm truyền dạy cho Lê Cảnh. Nhưng nói những điều này trước mặt cả Lê Cảnh và Monique thì quả thật chính anh cũng không chịu nổi. Thực tế trong lòng Đoàn Cận vẫn xót xa hơn cho Lê Cảnh. Bởi anh biết Monique là người lý trí và mạnh mẽ, cô tự có quyết định riêng của mình. Lê Cảnh thì khác, cô đặt vị trí của anh quá nặng trong lòng. Chỉ cần là điều anh muốn làm, cho dù cậu có chịu bao nhiêu thiệt thòi, cậu cũng sẽ chịu đựng. Khi cả hai ánh mắt của Đoàn Cận và Monique hướng về phía Lê Cảnh, cậu bỗng thấy bối rối. Trước đây cậu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Đoàn Cận sẽ cưới Monique. Cậu chỉ là một thông phòng, cũng không có gì bất mãn. Ngày hỷ pháp, trước linh vị tổ tiên của họ Đoàn, Đoàn Cận trịnh trọng nói cậu là bình thê, nghĩa là ngang hàng với phu nhân của đại thiếu gia. Đối với cậu, đây đã là một sự ban ơn. Nay họ muốn làm chuyện vợ chồng, cậu
tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Vành mắt Lê Cảnh không biết từ lúc nào đã phím hồng, nước mắt từ khóe mi đang dài trên gò má từng giọt từng giọt. Cậu hốt hoảng đè trái tim xuống mà không được, đành vùng dậy chạy ra sân. Đoàn Cẩn ngay lập tức chạy theo cậu. Trái tim anh nhói đau, anh muốn ôm em ấy vào lòng mình mà an ủi nỗi đau trong tim người mình yêu phần nào đó. Cảnh, em đứng lại, nghe anh nói. Việc không thể trung trinh hoàn toàn với người mình yêu này đâu chỉ là nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng em ấy, mà còn là sự dằn vặt vĩnh viễn trong linh hồn của anh. Monique nhìn cảnh người chạy người đuổi mà không hiểu hiện giờ trong lòng cô đang là cảm giác gì. Thiếu niên đẹp đẽ như ngọc, ánh mắt sáng trong như những vì sao trên bầu trời. Sao mà Đoàn Cẩn không xem như bảo bối trong lòng, như máu trên đầu trái tim anh được. Nhìn cậu, ngay cả bản thân cô cũng không cưỡng được mà mong muốn bảo hộ và che chở cho em ấy. Có lẽ trong tâm cô lúc này chính là cảm giác pha trộn giữa chua xót, hâm mộ và một chút chân thành chúc phúc. Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng vàng vọt cuối ngày dát lên mặt sân một lớp như mật ong. Tiếng chuông chiều từ nhà thờ vang vẳng. Monique đứng dậy ra về. Cô thấy lòng mình thật mâu thuẫn. Một phần trong cô cảm thấy thật áy náy và day dứt, vì cô sẽ trở thành vết thương trong tình yêu quá đẹp của Đoàn Cận với Lê Cảnh. Mặt khác, Monique cảm thấy có một sự nhẹ nhõm an yên đến lạ len lỏi trong lòng mình, vì bản thân cuối cùng đã buông xuống được đoạn tình cảm đơn phương này với Đoàn Cận. Anh, mình ơi, anh cần phải làm gì thì cứ làm đi. Em Cảnh, em đừng khóc. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh thề với em, suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ phản bội em lần nào nữa. Em không sao. Chỉ là trong tâm em cảm thấy đau quá. Mình ơi, em xin lỗi. Em đã nghĩ em sẽ có thể cao thượng, Cùng chia sẻ tình yêu của anh với cô ấy. Nhưng mà anh ơi, em không cao thượng được như vậy. Mình ơi, em đau lòng quá. Tiểu Cảnh, anh xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm. Anh chỉ yêu mình em, không chỉ bây giờ mà là vĩnh kiếp. Cẩn, mình ơi, em cũng mãi mãi yêu anh. Sáu Bân từ trong gian trái nhà bếp lén nhìn hai kẻ đang yêu nhau sắm kia. Hai người ôm nhau trong bóng tà dương đỏ rực. Tình yêu họ dành cho nhau dường như đã tràn từ tim họ ra ngoài, ánh lên ánh sáng kiên định và đẹp đẽ nơi góc vườn nhỏ của Sài Thành này. Chào mọi người, Giao vừa mới trình bày xong phần diễn đọc cho phần 2 của chương Rời Đoàn Gia, tức là tập 28 của nhà mình đó. Thì tập này mọi người có nhận thấy rằng diễn tả hơn cái nội tâm rất là day dứt của từng nhân vật trong cái phần này nha. Thật ra thì ngay từ đầu đó, Giao có nói Monique chỉ là một nạn nhân mà thôi. Tuy nhiên là con người thì cũng sẽ có những cái điều mình cảm thấy tủi thân, và bản thân Lê Cảnh thì cũng vậy mà thôi. Nhưng mà nếu mình nhìn toàn cục á, là tình cảm giữa Đoàn Cận và Lê Cảnh vẫn một tình cảm rất đẹp. Việc mà Đoàn Cận phải thực hiện cái việc lấy lại hỏa linh từ Monique bằng cái cách có thể tạo ra được sự đau lòng cho Lê Cảnh, nhưng mà bởi vì cái tính cách của Đoàn Cận á, anh là một người rất là nhân hậu, cho nên anh không thể nào mà chọn khác, tức là một cái cách rất là máu me. Như là các bạn fan có gửi rất là nhiều tin nhắn hỏi là ủa, Đoàn lão gia có cái cách khác rồi sao còn phải lấy Monique. Gia cũng xin lập mí là sẽ không có cái đám cưới thật sự nào cả giữa Đoàn Cận và Monique. Đoàn Cận không thể nào dùng cái cách là giết Monique để lấy trái tim của Monique và lấy hỏa linh được, bởi vì nó quá tàn nhẫn. Và nếu như làm như vậy thì Đoàn Cận không còn là Đoàn Cận nữa. Gia có được nghe chị Hằng Mai nói với mọi người trong ban biên tập á, là Đoàn Cận vẫn mềm lòng. Vì thật sự ra đối với Giao á, Giao nghĩ rằng đấy cũng không phải là điểm yếu của Đoàn Cận,
nó chỉ làm cho thấy Đoàn Cận có một cái tính nhân văn trong cái cách cư xử hành động của anh mà thôi. Còn lại thì vì hoàn cảnh đầu thế kỷ 20, thế cho nên rằng là bản thân Giao có thể hiểu được tất cả những cái hành động đó của Đoàn Cận mà tại sao nó phải như vậy. Cho nên là Giao cũng hy vọng và mong rằng các bạn fan, các bạn độc giả và thính giả sẽ có một cái nhìn thoáng hơn với Đoàn Cận. Đoàn Cận rất là thương Lê Cảnh nha, thương lắm á, cho nên mọi người đừng trách anh nữa. Những cái tổn thương Đoàn Cận phải chịu đôi khi không nói ra ngoài đâu, nhưng mà cũng không ít gì so với Lê Cảnh cả. Mọi người cùng với Giao ủng hộ cho Trường Tắc Cây Nhân Hoa tiếp tục tặng cho mọi người nhiều trái tim, nhiều nút like nè, đăng ký kênh YouTube, rồi nhấn like của trang Facebook nè, để cho mọi người nhận được thật nhiều tình cảm rồi sự ủng hộ của mọi người và tinh thần đó. Mọi người trong ban biên tập sẽ có thêm nghị lực để mà thực hiện tiếp những cái chia sẻ phần tiếp theo này với mọi người, cho hết toàn bộ tác phẩm luôn, bởi vì là tác phẩm rất dài và sẽ còn có những người tiếp theo nữa. Nỗ lực này của mọi người trong ban biên tập là một cái sự nỗ lực gọi là rất là dài hơi đó, cho nên là cần tiếp sức từ mọi người rất là nhiều. Giao xin thay mặt ban biên tập, ban kỹ thuật cũng như là những bạn cộng tác viên đã tham gia trong dự án này, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ở phần cuối này, Giao cũng xin nhắc lại là các bạn ban kỹ thuật đang thách cái link GoldShare để cho mọi người edit những cái video rất là hay, rất là nghệ thuật á, thì mọi người có thể biết tìm đến nơi để mà download và sử dụng nha. Cũng tùy mọi người cân nhắc, nhưng mà đây là một cái sự ủng hộ mà mình nghĩ là sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều cái động lực để mà cố gắng hơn phục vụ cho mọi người ha. Chào mọi người, chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn mọi người ở cái tuần tiếp theo nha.